Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới người sản phẩm bình làm ẩm khí thở của bên mình. Như chúng ta biết thì khi bệnh nhân thở máy, dòng khí khô từ máy thở sẽ có thể gây ra một số vấn đề khi được dẫn tới phổi của bệnh nhân. Cụ thể thì dòng khí khô từ máy thở sẽ làm khô niêm mạc đường hô hấp, dẫn tới làm suy yếu hoạt động bề mặt, nguy cơ tổn thương cao trên niêm mạc và tăng nguy cơ tắc nghẽn cũng như là nhiễm trùng. Hiện nay với các giải pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến thì các vấn đề này đã được giải quyết bằng việc sử dụng bình làm ấm và bình làm ẩm trong hệ thống đường thở. Công ty mình nhập khẩu và phối trực tiếp sản phẩm bình làm ẩm khí thở này. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm chi tiết về sản phẩm này bên mình. Sản phẩm bình làm ẩm này của bên mình có xuất xứ từ Đài Loan, được sản xuất bởi hãng Enter Medical. Và như chúng ta biết thì Enter Medical là một trong những hãng sản xuất rất là nổi tiếng, chuyên cung cấp các hệ thống về đường thở và các phụ kiện cho nhiều khoa phòng sử dụng như là phòng khám, khoa gây mê, cấp cứu và điều trị tại nhà. Sản phẩm bình làm ẩm này của bên mình được thiết kế tương thích với các model bình làm ấm và làm ẩm của hãng Fisher-Paykel nổi tiếng, sử dụng được cho nhiều loại máy thở khác nhau. Cụ thể thì sản phẩm này của mình sử dụng vật liệu PC và polymer chất lượng cao, tự động nạp đầy để giữ mực nước, cơ chế chu kỳ nổi giúp tăng cường độ ẩm trong khi duy trì độ ẩm phù hợp. Sản phẩm này của mình sẽ có đầy đủ cả kích thước cho người lớn và trẻ em. Trong đó thì thể tích của bình làm ẩm cho người lớn là 450ml và thể tích của bình làm ẩm cho trẻ em là 250ml. Sản phẩm bình làm ẩm khí thở này được công ty mình nhập khẩu và phối trực tiếp trên toàn quốc. Để có thể được tư vấn và mua hàng với giá ưu đãi nhất, bạn có thể liên lạc với mình theo các thông tin mà mình sẽ để dưới phần mô tả của video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký hoặc là nút subscribe kênh YouTube Thiết bị Y tế Thanh Bình để có thể cập nhật được sớm nhất các sản phẩm mới cũng như là mức giá ưu đãi nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.